Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Ở trên tay em là con laser M10. Và con laser này sẽ sử dụng trong cái mục đích những cái sân khấu tầm cỡ là vừa vừa các bác nhé. Ví dụ như kiểu các cái nhà rạp, sự kiện hay là những cái quán bar vừa vừa xinh xinh. Thì với công suất 10W thì cái con này nó có các cái chế độ như là switch, chế độ DMX, chế độ auto, chế độ cảm biến theo nhạc. Thì trong video hôm nay thì bên em sẽ sử dụng cái chế độ cảm biến theo nhạc. Vì có những cái video lần trước là bên em đã sử dụng cái chế độ DMX rồi, thì trong video này bên em sẽ sử dụng chế độ cảm biến theo nhạc để cho các bác cùng tham khảo nhé. Thì xem cái con này nó có những hiệu ứng gì, màu nó ra làm sao. Và cái con này cái màu của nó ra là 30k các bác nhé, ánh sáng của nó ra là 30k, không những khác với những cái dòng đèn bình thường nó chỉ có 20k thôi, thì cái con 10W này nó là 30k, cho nên cái độ mà ánh sáng của nó ra rất là ok. Đó. Rồi mời các bác cùng xem cái hiệu ứng khi mà chạy cảm biến theo nhạc của nó nhé. Anh yêu cây để mừng nhau một anh giàu nhất.